khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2019, chị Đào Thị Kim Chi là vợ của Nguyễn Quốc Long, đến nhà chị Nguyễn Thị Mầu em gái Long, tìm Long với mục đích lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục ly hôn. Khi nghe thấy chị Chi đến tìm mình lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn thì Long bực tức ra gây gổ, chửi bới và lấy rượu trong nhà ra dọa chém nên chị Chi đã chạy vào nhà chị Lê Thị Thu Hà cạnh đó để ẩn nấp. Sau đó, Long về nhà lấy xe máy đi tìm chị Chi ở chỗ thuê trọ nhưng không gặp. Đến 22 giờ cùng ngày, tại đoạn đường trước nhà sinh hoạt cộng đồng và khu dân cư thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Long nhìn thấy anh Kim Khắc Hiếu đang chở chị Chi ngồi sau xe máy. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Long đã điều khiển xe máy chặn đầu xe anh Hiếu lại, rồi lấy điện thoại ra để chụp ảnh mục đích là chứng minh việc chị Chi ngoại tình. Thấy vậy anh Hiếu dùng tay gạt điện thoại không cho Long chụp hình và nói mình không liên quan gì đến chị Chi. Sau đó giữa Long và anh Hiếu lời qua tiếng lại, Long dùng tay đánh anh Hiếu nhưng anh Hiếu đỡ mà không đánh lại, rồi bỏ đi. Do tức giận, lại bị anh Hiếu gạt điện thoại không cho chụp hình và nghi ngờ chị Chi có ngoại tình với anh Hiếu nên Long đi tới xe máy của mình mở cốp xe lấy con dao đâm mạnh liên tiếp 3 nhát vào người anh Hiếu khiến nạn nhân tử vong do vết đâm xuyên phổi, xuyên tim gây sốc mất máu cấp. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối hận, xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm làm lại cuộc đời, bị cáo chấp nhận bồi thường số tiền hơn 360 triệu đồng do người nhà bị hại đưa ra. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, chỉ vì một mối nghi ngờ do ghen tuông đã tước đoạt đi mạng sống của người khác, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc. Vì vậy hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Long 17 năm 6 tháng tù.